Chiều ngày 13 tháng 6 năm 2023, lực lượng công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan vẫn đang có mặt tại một tiệm sửa xe trên đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình để làm rõ vụ nghi bị điện giật xảy ra vào tối ngày 12 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 12 tháng 6, người dân phát hiện ở tiệm sửa xe này có khói bốc lên cao kèm theo mùi khét. Khi đến kiểm tra thì phát hiện hai người đàn ông nằm bất tỉnh trên mái tôn của ngôi nhà nghi do điện giật. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng được điều đến. Sau đó, hai xe cứu thương cũng đến hiện trường. Theo người dân, trước đó tại khu vực trời đổ mưa, hai người trèo lên mái tôn của căn nhà để kiểm tra đường dây điện. Không lâu sau thì xảy ra sự việc thương tâm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.